Ma vương cũng phải giữ quy củ. Vạn Phật Thành tối ngày 4 tháng 7 năm 1982. Vạn Phật Thành là thành phố quang minh của thế giới. Vì quang minh nên ma vương vô cùng sợ hãi. Lúc bắt đầu kiến lập Vạn Phật Thành, ma vương và quyến thuộc trong tam thiên đại thiên thế giới đều sợ hãi run rẩy. Bọn chúng muốn dùng mọi phương pháp gây mâu thuẫn để phá hoại Vạn Phật Thành. Phải chăng những người ở trong Vạn Phật Thành đối nghịch lại với chúng? Không phải đâu, chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác mà tu hành. Tu hành thì cần dùng định lực như bất động để chế phục và dùng trí huệ liễu liễu thường minh để giáo hóa ma quân trong tam thiên đại thiên thế giới. Đương nhiên, ma quân không nhất định nghe lời giáo hóa, song mình cũng dùng phương tiện thiện xảo để cảm hóa, làm cho chúng vui vẻ mà quy tam bảo, phát tâm đại bồ đề, đó là trách nhiệm của mỗi người trong Vạn Phật Thành. Trong quá khứ, Ngài Di Đà và Bồ Tát Lò Lam thường đứng ngoài mà nhìn Vạn Phật Thành, coi thử chùa có vươn lên nổi chăng. Song Vạn Phật Thành giờ này đã được kiến lập, quy củ định đặt rõ ràng, cho nên Hộ Pháp Di Đà và Bồ Tát Già Lam, các ngài không thể thờ ơ được nữa. Không thể bỏ lơ trách nhiệm của mình để bọn ma vương thừa cơ phá phách. Bồ Tát Hộ Pháp Di Đà xưa kia đã từng phát nguyện hộ trì đạo tràng của Phật giáo. Bồ Tát Già Lam cũng có phát nguyện sâu rộng hộ trì tất cả các đạo tràng. Thế nên, hiện tại các ngài đừng có thờ ơ mà cần phải tinh tấn tuần thủ Vạn Phật Thành. Đừng để cho ma vương có cơ hội. Hôm nay là ngày quốc khánh của nước Mỹ và cũng là ngày kỷ niệm thành lập Vạn Phật Thành. Mọi người ai ai cũng phải giữ giới luật ủng hộ Vạn Phật Thành. Những kẻ hộ pháp như là các vị trời cũng không được tọa thủ bàng quan mà cần đặc biệt phát tâm đại bồ đề ủng hộ đạo tràng Hoa Nghiêm này. Bởi vì Vạn Phật Thành là cảnh giới của Hoa Nghiêm, tuyên dương đại pháp Hoa Nghiêm, giáo hóa tất cả ma quân ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Trong quá khứ, ma vương thường tới Vạn Phật Thành để nhiễu loạn và thường hay phá hoại quy củ của Vạn Phật Thành. Song bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta phải đem quy củ đó mà kiến lập, làm chánh pháp càng ngày càng rạng soi, rực rỡ. Ha ha ha,